Bài viết trên được trích từ sách Mùi Mẹ của tác giả Việt Hà. Bạn có thể mua sách với giá ưu đãi giảm 15% theo link ở dưới phần mô tả. À, cũng đừng quên là sự kiện ra mắt sách Mùi Mẹ tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 tới. Bạn có thể đăng ký tham gia theo phần link ở dưới phần mô tả. Dạo này bố nó có biểu hiện lạ, mỗi lần đi toilet thường đóng chặt cửa, ngồi rất lâu, thi thoảng từ trong vọng ra những tiếng sột soạt rất lạ, có khi là cả một chàng cười sặc sụa. Hỏi thì lắc đầu bảo có cái gì đâu. Được ít bữa, phát hiện ra cậu con trai 16 tuổi cũng có những biểu hiện lạ y như bố, thời gian đóng cửa trong toilet còn dài hơn. Hỏi thì cũng tủm tỉm chẳng nói gì, tức chết, lo chết mất thôi. Đi làm về sớm, gọi con không thưa, hỏi bố thì bố chẳng có nhà. Ba bảo tao thấy chúng nó bảo mẹ còn lâu mới về, rồi díu dít rủ nhau đi, tao nghe lọp là đi cờ lúp đờ tờ gì đấy. Chết thôi, giờ lại còn lôi con đi cờ lúp nữa à, mà còn cờ lúp đờ tờ nữa, đổ đốn cả bố lẫn con thế này, về thì chết với tôi. Bố con về đã thấy mẹ chờ ở cửa, mặt lạnh te triệu tập họp kiểm điểm ở tầng 3. Hai bố con ngồi thành một hàng trước mặt, mẹ bắt đầu tra khảo. Dạo này con làm gì trong toilet mà ngồi suốt cả tiếng đồng hồ đó? Con đi ỉa mà mẹ, mẹ không thấy mở cửa ra thối lên à? Ỉa gì mà ỉa cả tiếng, lại còn sột xà sột soạt với những tiếng cười hinh hích trong ấy. Con làm gì hả? Con đi toilet thật, mẹ không tin thì hỏi bố mà xem. Mẹ quay ra bố uất khí ngút trời. Anh lớn đâu rồi còn bày trò bậy bạ cho con theo? Anh đã làm gì trong đấy mà cửa toilet khóa trái lại cả tiếng à? Đâu, anh đi ỉa mà. Trước đây anh đi cùng lắm cũng chỉ 5 phút, cửa không bao giờ khóa, sao giờ lại cả tiếng mới ra, còn cười rinh rích trong đấy hả? Anh đi cầu, em không tin thì hỏi con mà xem. Thế hôm nay anh đưa con đi đâu, câu lạc bộ nào? Ơ, anh đi chơi với con thôi mà, ra cả hiệu sách đây này, em không thấy túi chuyện to đùng anh mang về à? À, hai bố con nhà này chơi trò ban bóng hả? Được, con, nếu không khai mau, mỗi tuần mẹ tăng thêm 3 bài luận, mỗi bài luận tăng từ 250 từ lên 500 từ, không mặc cả. Con trai có vẻ bối rối, nó nhìn bố, bố nhìn trần nhà, nó nhìn mẹ nhìn thẳng lại quyết không lung lạc. Bố, cả hai bố con chơi, mỗi con chịu à? Bố nhìn con, nhìn mẹ, bố cười xòe. Thôi khai đi, bố không viết luận hộ mày đâu. Lúc đó bọn chúng mới thành thật khai báo. Hóa ra chúng thành lập câu lạc bộ đi ỉa và đọc truyện, lấy tên giao dịch tiếng Anh là DIDT Club. Lại còn có bản phân tích lý do thành lập và cả điều lệ câu lạc bộ, xin tạm trích như sau. Đọc sách ở trường là cơ cực bởi phải đọc những thứ không muốn đọc. Đi ỉa lúc táo bón cũng thật gian nan bởi không thể tống ra những gì không muốn giữ. Xét về văn hóa đọc sách đang thoái trào, tệ nạn táo bón đang lên cao, đọc sách và đi ỉa đều quan trọng như nhau. Các thành viên sáng lập quyết tâm tụ họp để kết hợp hành vi hai mục đích: vừa xây dựng văn hóa đọc sách gia đình, vừa trị tận gốc chứng táo bón có nguy cơ gây tụt trĩ. Đọc truyện trưởng gây bóp gân cơ, đọc truyện cười làm co nội tạng, đọc truyện tranh giúp vành lộ đít, đọc truyện acid thì giúp ỉa nhanh. Vậy nên vừa đọc truyện vừa đi ỉa giúp chống được táo bón, phòng được lòi giòm. Cũng nhờ vậy mà người đi ỉa được đọc thứ mình thích, lại chẳng mất mấy thời gian. Thế nên câu lạc bộ này vạn lần ý nghĩa, vạn ý hay ho. Mỗi tháng thu phí thành viên 50.000 đồng, lấy tiền mua truyện mang vào toilet để đọc. Cấm mọi hành vi xé truyện chùi đít, ngay cả khi hết giấy toilet, hoặc dùng truyện để chân, ngay cả khi đi chân tất nhưng sàn ướt. Mẹ ngờ vực 5 phần, 3 phần băn khoăn, 2 phần là đã phục, mới quyết tâm làm một cuộc khảo sát để xem người khác có quan điểm như thế nào. Liền viết câu hỏi, hãy viết một từ và là từ đầu tiên bạn nghĩ ra thể hiện mối liên quan giữa đọc sách và đi ỉa, ra một mảnh giấy, đưa cho mấy đứa cháu và dăm ba cô bạn trả lời rồi thu lại. Dẫu có vài ba đồng chí đưa ra những bình luận kiểu, đi ỉa thì liên quan chó gì đến đọc truyện, sao lại liên hệ một thứ cao quý nhường ấy với cái hành động sực mùi xú uế thế. Đại đa số cho các danh từ, động từ và tính từ diễn tả cảm nhận khá trung tính hoặc tích cực như toilet, sướng, thối, ỉa nhanh, ngồi lâu, tung chảo, chui đít, vãi đái, chỉ, quá đà. Có vẻ cũng chẳng đến nỗi nào. Giờ thì câu lạc bộ đi ỉa và đọc truyện đã kết nạp thêm thành viên mới. Trong nhà đã có hẳn một toilet được dành riêng làm địa điểm cho thành viên câu lạc bộ sinh hoạt, với đầy đủ giá sách, đèn đỏ và cả một bộ truyện gây co bóp mạnh từ không lạ, xuất khẩu cười, những người thích đùa đến Conan và Doraemon. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Lần này thì đừng quên mua sách và đăng ký tham gia sự kiện ra mắt sách Mùi Mẹ tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!